Trường Mầm non Thanh Bình được thành lập từ năm 1993. Tháng 7 năm 2010, theo sự phân bố địa lý hành chính, trường được chia tách thành hai trường là Trường Mầm non Thanh Bình và Trường Mầm non Tân Bình. Trường Mầm non Thanh Bình có địa điểm nằm ở phía tây thành phố Hải Dương. Trường có 4 điểm trường được đặt tại vị trí trung tâm của các khu dân cư. Với tổng diện tích là 6.415 m², hiện nhà trường có 20 phòng học, 6 phòng chức năng, các khối phòng hành chính quản trị và khối phòng phụ trợ đảm bảo theo quy định. Môi trường được thiết kế đặc biệt ấn tượng và phù hợp với trẻ từ màu sắc, cách bài trí với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nhà vệ sinh phù hợp với trẻ, đồ dùng, đồ chơi, nội thất sang trọng, đẹp mắt. Nhà trường đặc biệt quan tâm tới yếu tố vùng miền trong việc sử dụng đồ dùng đồ chơi bằng gỗ là sản phẩm của làng nghề truyền thống Đức Minh thông qua tạo môi trường hoạt động cho trẻ với nguyên liệu chủ đạo là các sản phẩm từ nghề mộc như mô hình góc thư giãn Happy Coffee, nhà hàng tự chọn, nhà chòi trên cây, xưởng gỗ sáng tạo. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất thành phố với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Bếp ăn đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Để giảm tải lượng công việc cho giáo viên, nhân viên, nhà trường đã quan tâm đầu tư hệ thống máy giặt tại các tầng, các khu vực phục vụ cho các lớp giặt khăn, chăn, gối cá nhân cho học sinh. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã đầu tư hệ thống thang máy tời cơm lên các tầng của lớp học. Hệ thống bàn ghế, giá, tủ được thay thế dần bằng chất liệu gỗ thông, đảm bảo an toàn, gần gũi với thiên nhiên. Nhà trường đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường kết nối với thiên nhiên thông qua việc xây dựng phong trào, xây dựng trường học xanh, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm gắn với chuyên đề trường học nở hoa. Nhà trường đã tạo nhiều góc chơi đa dạng cho trẻ trải nghiệm trong giờ hoạt động ngoài trời. Các con được tham gia nhiều hoạt động khác nhau, phù hợp với nhận thức và tâm sinh lý của từng lứa tuổi. Với những bàn tay khéo léo, sáng tạo, trí tưởng tượng của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã tạo ra những khu vui chơi với những đồ dùng, đồ chơi an toàn, đẹp và hấp dẫn, tạo điều kiện cho trẻ được hợp tác, làm việc nhóm với những hoạt động phù hợp, đa dạng, mang tính mở, cho trẻ dễ dàng lựa chọn và sử dụng vật liệu, đồ vật để trải nghiệm và thực hành. Thông qua ngân hàng hoạt động, giáo viên đã tổ chức đa dạng các trò chơi, các hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám phá, học hỏi, sáng tạo của tất cả trẻ. Từ đó, phát triển được năng lực cá nhân của từng trẻ. Quan điểm trong xây dựng môi trường kết nối của trường mầm non Thanh Bình như sau. Thứ nhất, hài hòa giữa môi trường vật chất và môi trường xã hội. Thứ hai, xây dựng môi trường đảm bảo tính an toàn, bền vững, lũy kế và phát triển. Thứ ba, môi trường được sử dụng triệt để trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục và vui chơi của trẻ. Trường Mầm non Thanh Bình là một trong những lá cờ tiên phong trong ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến của thành phố Hải Dương. Có thể kể đến một số phương pháp Montessori, STEAM. Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã xây dựng phòng học ứng dụng STEAM vào chương trình giáo dục mầm non. Hiện nay, nhà trường có 3 phòng STEAM được đặt tại 3 điểm trường. Trong năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục đầu tư chuyên sâu thông qua setup một phòng STEAM Lab tại khu trung tâm, với chuyên gia đào tạo cấp chứng chỉ cho 100% giáo viên, phần mềm giáo án với tổng kinh phí là 35 triệu đồng. Trong những năm học vừa qua, nhà trường luôn duy trì kết nối với phụ huynh học sinh thông qua hoạt động của trang website, Facebook, YouTube. Hiện nay, trên trang Facebook của nhà trường có hơn 3.000 lượt theo dõi. Trong 2 năm học gần đây, đã đăng tải công khai các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường duy trì và công khai kho học liệu số trên trang YouTube của nhà trường với hơn 100 bài giảng hỗ trợ phụ huynh học sinh chăm sóc giáo dục con tại gia đình. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, nhà trường luôn đề cao vai trò của công nghệ số trong thực hiện công tác kết nối với phụ huynh học sinh toàn diện, kịp thời. Rất vinh dự cho nhà trường, trong năm học 2019-2020, nhà trường vinh dự là trường đầu tiên của thành phố đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Với phương châm nơi ươm mầm ước mơ, nhà trường đặc biệt quan tâm tới chất lượng đội ngũ. Hiện nay, nhà trường có 45 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó 3 cán bộ quản lý, 1 nhân viên, 41 giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, tỷ lệ giáo viên trên nhóm lớp theo quy định. Giáo viên có trình độ chuẩn đạt 100%, trong đó có 30 trên 41 giáo viên có trình độ trên chuẩn về trình độ đào tạo, đạt tỷ lệ 72,5%. Nhà trường thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định. Năm học 2020-2021, nhà trường có 5 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, không có giáo viên vi phạm các quy định của ngành. Phát huy nội lực của đội ngũ trong thực hiện nhiệm vụ, có thể kể đến sự tập trung nội lực của ban giám hiệu, chủ động, sáng tạo, phát huy sở trường công tác trong việc quản trị đội ngũ. Đồng chí Vũ Thị Chi, hiệu trưởng nhà trường, trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Mầm non, Đại học Luật, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, là một trong những nghiệp vụ cốt cán của Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo. Với quan điểm chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và thử thách, đồng chí luôn nỗ lực hết mình để chỉ đạo tập thể sư phạm thực hiện tốt sứ mệnh của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng, trình độ Đại học Sư phạm Mầm non, Đại học Kế toán, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen, là Chủ tịch Công đoàn giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020. Đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể, được tập thể sư phạm nhà trường tín nhiệm. Đồng chí Hoàng Thị Thuần, Phó Hiệu trưởng, trình độ Đại học Sư phạm Mầm non, tham gia bồi dưỡng chứng chỉ Montessori, là một trong cán bộ quản lý nhiệt huyết trong công việc, nghiệp vụ cốt cán của Phòng Giáo dục, cán bộ quản lý cốt cán Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, là một trong 5 giáo viên tiêu biểu của tỉnh Hải Dương tham gia liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ 5. Để thực hiện tốt công tác quản trị đội ngũ, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã khảo sát năng lực chuyên môn của đội ngũ thông qua Google biểu mẫu. Theo đó, nhà trường căn cứ sở trường, năng lực công tác của mỗi giáo viên trong việc phân công nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học đó là đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn. Với thông điệp trường học kết nối, tổ chuyên môn không dừng lại ở việc tự xây dựng, tự bồi dưỡng mà thực hiện đăng ký lịch tập huấn do chuyên gia đầu ngành trong nước như cô Khánh Ngọc, thầy Thanh, cô Bích Hồng, cô Oanh, cô Lạc Thư. Ngoài ra, tổ chuyên môn còn lựa chọn video của các chuyên gia là nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ. Tháng 3 năm 2022, nhà trường kết nối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên với chuyên đề Giáo viên mầm non hạnh phúc để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do đồng chí Vũ Thị Nhàn, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương chia sẻ. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đặc biệt quan tâm tới 4 nội dung: bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện chương trình, bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho 100% giáo viên thông qua phối hợp với trung tâm IC đào tạo và cấp chứng chỉ, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Trong năm học vừa qua, 100% giáo viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Công tác chuyên môn không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy nội lực mà còn được lan tỏa tới cấp học là mục tiêu mà nhà trường hướng tới. Năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức chuyên đề ứng dụng STEAM trong tổ chức hoạt động đã được nhân rộng trong toàn cấp học, được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Trong 3 năm học vừa qua, với nhiều chuyên đề được truyền tải trong bậc học mầm non, cụ thể, mô hình vườn rau của bé từ năm học 2019-2020 đến nay đã cung cấp rau sạch cho các bé và được trường trong và ngoài thành phố đến tham quan và học tập. Ngoài ra, nhà trường đã lan tỏa chuyên đề Trường học hạnh phúc, lớp học vui vẻ và được đăng tải trên trang Vietnam.net, báo Lao động, báo Hải Dương. Bằng sự đầu tư bài bản, tập trung vào chất lượng đào tạo, mỗi cán bộ giáo viên luôn tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường đã có những tiến bộ vững chắc trong các phong trào thi đua,
nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tặng bằng khen. Trong những năm học qua, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài sản công thông qua việc kiểm kê, bàn giao cho người sử dụng đúng chuyên môn. Người trông coi tài sản được nhà trường hợp đồng hàng năm, không xảy ra thất thoát. Hàng năm, ký với công an phường trong việc thực hiện đơn vị trường học an toàn. 4 trên 4 điểm trường đều có hệ thống camera quản lý các khu vực, cổng trường, sân trường, hành lang, lớp học và được kết nối với thiết bị của cán bộ quản lý, hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch, giao cho đoàn thanh niên duy trì thực hiện có hiệu quả cổng trường an toàn. 100% phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện cổng trường an toàn. Trong những năm học qua, không có cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm luật an toàn giao thông. Hàng năm, nhà trường được công nhận trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường, hàng năm, nhà trường triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử cũng như tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng. Điểm khác biệt trong năm học này, nhà trường đã thực hiện có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ với các hoạt động giúp giáo viên giảm bớt căng thẳng trong những giờ tổ chức hoạt động, như tổ chức yoga tại phòng thể chất, mời giáo viên về dạy Zumba cho cán bộ giáo viên nhà trường. Qua đó, lan tỏa tới học sinh thông qua các hoạt động thể chất, các tiết mục văn nghệ khi tham gia ngày hội ngày lễ. Trong những năm học qua, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với phụ huynh học sinh thành lập Ban Thường trực Giám sát công tác bán trú, được thực hiện độc lập với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Thực hiện việc giám sát các khâu từ tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, chia ăn, lưu nghiệm, lựa chọn hình thức linh hoạt đột xuất được thể hiện qua hồ sơ giám sát công tác bán trú như tổ chức giờ ăn, giờ ngủ của trẻ. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an phường, hướng dẫn công tác tập huấn, hỗ trợ tài liệu phòng chống cháy nổ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, được thể hiện qua hồ sơ phòng cháy chữa cháy của nhà trường. Hàng năm, nhà trường quan tâm đầu tư thiết bị phòng cháy chữa cháy có hiệu quả, được thể hiện qua biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường. Nhà trường luôn chủ động tham mưu với cấp đảng, Ủy ban Nhân dân phường về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả giáo dục, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, cổng trường an toàn. Trong những năm học qua, do tình hình dịch bệnh phức tạp, thì việc quan tâm thực hiện kết nối tới gia đình trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Điểm mới trong tiêu chí này đó là việc phân nhóm đối tượng phụ huynh để phối hợp với nhà trường thực hiện công tác truyền thông, hỗ trợ nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học. Theo đó, vào đầu năm học, nhà trường đã gửi phiếu thăm dò ý kiến, trong đó thể hiện nội dung tên ba mẹ, nghề nghiệp ba mẹ, lớp của con, thói quen và những việc ba mẹ thường làm với con, nhu cầu cần tư vấn trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh về nhà trường. Từ nội dung khảo sát như trên, nhà trường đã lên kế hoạch huy động các lực lượng phụ huynh hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động. Điểm nhấn của tiêu chí này có thể kể đến 20 trên 20 nhóm lớp thực hiện quy trình họp phụ huynh học sinh thông qua Zoom, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ. Đây là hoạt động thích ứng đạt hiệu quả cao và được đông đảo phụ huynh ghi nhận. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp với trạm y tế phường cũng như các ban ngành trong thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong 2 năm học vừa qua, nhà trường 4 lần làm điểm cách ly tập trung của thành phố, đã tặng mũ chống giọt bắn cho tuyến đầu chống dịch, trực chốt hỗ trợ cách ly y tế, thực hiện công tác tham mưu kịp thời, hiệu quả với trạm y tế phường, tích cực chủ động đề xuất với công an phường giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông theo đúng quy định. Hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội phụ huynh nhà trường đã quan tâm hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Trong những năm học vừa qua, nhà trường chỉ đạo lập kế hoạch giáo dục có chọn lọc, bổ sung một số nội dung phù hợp với sự phát triển của trẻ. Năm học 2021-2022, nhà trường chỉ đạo xây dựng mục tiêu nâng cao, bổ sung phù hợp với bối cảnh địa phương. Trong 2 năm học vừa qua, do tình hình dịch bệnh, nhà trường chỉ đạo linh hoạt trong việc thực hiện chương trình theo 2 giai đoạn. Trẻ nghỉ học ở nhà, xây dựng kho học liệu số theo các độ tuổi với tổng số hơn 100 video, cha mẹ đồng hành cùng con giúp trẻ đạt mục tiêu cuối độ tuổi. Giai đoạn khi trẻ đi học trở lại, điều chỉnh kế hoạch, lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học được thể hiện trong phần lập kế hoạch giáo dục. Đặc biệt,
Đối với trẻ 5 tuổi, thời điểm từ tháng 4 đến hết tháng 5, nhà trường quan tâm chỉ đạo lựa chọn mục tiêu trọng tâm, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 khi trẻ quay trở lại trường. Ngoài ra, để phát triển tố chất bền, khéo của trẻ, giúp trẻ cân bằng trạng thái tâm lý, thư giãn, giải tỏa cảm xúc, phát triển tư duy, tạo sự tập trung cho trẻ. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện 5 tư thế yoga tại phòng thể chất theo tháng. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi. Từ đó, lựa chọn các mục tiêu xây dựng bộ công cụ đánh giá trẻ cuối độ tuổi. 17 trên 17 lớp mẫu giáo thực hiện tốt việc quản trị mục tiêu cuối độ tuổi thông qua việc điều chỉnh kế hoạch, đánh giá sự phát triển của trẻ linh hoạt, có kế hoạch điều chỉnh bổ sung phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Kết quả đánh giá, 100% trẻ nhà trẻ được đánh giá tròn tháng. 20 trên 20 nhóm lớp thực hiện tổ chức các hoạt động hình thức đổi mới, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động theo nhóm và tiếp cận cá nhân trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã chỉ đạo xây dựng góc thực hành cuộc sống và cảm quan để ứng dụng phương pháp Montessori. Ngay từ đầu năm học, chỉ đạo 4 trên 4 tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng hoạt động được phân theo các tháng. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện chuyên sâu và có hiệu quả mô hình giáo dục STEAM. Bên cạnh đó, nhà trường phát động phong trào sưu tầm nguyên học liệu, thiết kế hoạt động STEAM. Từ đó, các lớp mẫu giáo trong toàn trường có một ngân hàng, giáo cụ tổ chức hoạt động STEAM phù hợp với điều kiện của lớp mình. Ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh thông qua phần mềm KidUp, làm quen với máy tính thông qua hoạt động dưới phòng tin. Trẻ được hoạt động tại phòng tin, phòng tiếng Anh một lần trên một tháng. Bên cạnh đó, trong học kỳ 2, nhà trường đã kết nối với Học viện IC sử dụng miễn phí phần mềm cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, học sinh nghỉ ngắt quãng, nhà trường thực hiện phương án xây dựng bộ giáo án riêng biệt, yoga, tin học, tiếng Anh và cử chọn giáo viên dạy chuyên biệt tại các phòng chức năng. Một trong những điểm nổi bật của nhà trường đó là tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Trong mỗi năm học, nhà trường tổ chức 12 hoạt động trên 35 tuần thực học. Trong những năm học gần đây, tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ vẫn được duy trì, song được tổ chức linh hoạt theo hình thức các lớp đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong tháng 1 năm 2022, nhà trường tổ chức thành công hoạt động trải nghiệm thực tiễn bữa cơm gia đình thông qua tổ chức tiệc tất niên cuối năm theo lớp. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đồng hành cùng con khôn lớn thông qua nền tảng Zoom. Nhà trường thực hiện chuyên đề giúp trẻ kiềm chế cảm xúc bản thân, làm chủ chính mình, do đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường Hoàng Thị Thuần chia sẻ. Chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà trong mùa dịch do anh Dương Trung Kiên, bác sĩ chuyên khoa 1 Bệnh viện Nhi Hải Dương, là phụ huynh của cháu Dương Thanh Ngọc, lớp 4 tuổi A4 chia sẻ, với hơn 500 lượt tham dự và thu được những phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh học sinh. Với phương châm hướng tới một môi trường đào tạo năng động, phương pháp giáo dục hiện đại, trường mầm non Thanh Bình đã tìm cho mình hướng đi thích hợp và phát triển với những bước tiến vững chắc, tạo được niềm tin của đông đảo quý cha mẹ học sinh, là ngôi nhà chung cho hơn 500 học sinh mầm non đang theo học tại trường.